Nanun bảo dạo này béo thế chị. Nanun bảo em dạo này béo thế. Lên đây chơi Lan ơi. Đi taxi lên, chị Linh trả tiền cho. Lên đi chị trả tiền cho. Xuống đây đi bà Lan ơi. Mới có 10 rưỡi thôi mà. Hả? Bài này có hết được. Một cái tiết mục nó sung sướng và lãng mạn như này được cả. Chúc mừng em. Chúc mừng em rất nhiều. Tôi thấy được anh Lê Minh Sơn đã cực kỳ là còn mất anh đã cho anh đẹp quá. Em kêu anh nhảy lại. Em kêu anh nhảy đẹp quá anh lắm. Chúc mừng thật là tôi rất là xúc động trước cái giọng hát của em. Và tôi xin nói lại là không thể đòi hỏi gì hơn. Một giọng hát và một tác giả 16 tuổi em viết mà vận động hòa thanh đâu ra đấy, cách tiến hành và tất cả mọi thứ mà tôi rất thích. Và một lần nữa cảm ơn cặp bầy trùng Hải Phong và Thu Minh, cảm ơn rất là nhiều. Ở trong là tôi cứ cảm thấy cái câu của bạn giờ anh đã yêu rồi, yêu rồi. Tối mai cháu về. Tôi nghĩ đây cũng sẽ là một cái melody là khiến cho chúng ta sẽ đồng ý được lại rất nhiều, bởi vì nó rất là gây nghiện. Chia sẻ một chút đi. Có xem màu tóc mới không? Và sau khi mà Đức Hải Phong ra về là yêu trong sáng trẻ đầu tiên thì em chào mừng em. Tương đối là nhưng mà khi mà nghĩ lại thì nó cũng khá là rộng. Em mới được không được cute mà người ta trải qua. Một phần mà công việc này nó từng trải qua là một phần là có. Em nhìn thấy cái chỗ chân rồi. Chó này mua tốn tiền phết đấy. Thật không đấy, tí anh vào luôn nhá. Bóng móng ơi, hôm qua có Henneken vui thế mà không biết xuống. Muộn mới có tiền. Làm sao mà hay bằng ở đây? Để khoe kỹ thuật, nghe thấy rằng là nó có sức sống. Mình
trước tiên là bài hát này với cái tình yêu kiểu R&B này là rất nhiều ca sĩ mà thích hát R&B luyến ấy, thích feel sẽ rất thích bài hát của con. Chúc mừng bác chú ạ. Xin cảm ơn sau. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe là nhạc sĩ. Thôi em bên cho em cái máy hấp ra đây. Khi mà nghe bà Thủy Lân trình ca khúc này thì tôi ước gì ở tuổi 16. Ai đang xem kì ạ? Ngã Tây. Ngã Tây. Hòa thanh của bạn là các câu cú trong cái bài hát. Mùng 10 chỉ qua làm chơi Tết. Mùng 10 dương này cả chị. Bài hát là Vi Ti Vũ. Tân gì Tết. Thì đó là một cái rất là khó. Cắm vào đây mà. Và cái bài hát này nó rất là trong sáng. Như anh Sơn nói là like chim. Với tôi đi chàng trai rất có tài năng. Vi Ti Vũ. Có ai chó nữa. Khoảng đấy. Thế thì chị bà đi. Khoảng đấy em ạ. Ok chị. Anh ơi kìa. Xuống đây chơi đi bà Mai ơi. Mai Phương tham gia. Đây là ngã tay này, thả anh đâu rồi. Mai Phương bảo buồn quá em. Buồn thì bắt taxi, buồn thì bắt taxi đi đây thôi. Đã để ảnh đại diện rồi, thẻ đấy thật là. Hai rồi mà, hai đường qua rồi mà. Đây là nhân viên mới. Nhân tố bí ẩn. Nhân tố bí ẩn. Nhân viên này học 3 ngày em biết. Cho Mai Phương đi Mai. Xả sao lại đây. Xả không đi ở phía kia. Xả em quán nữa thôi. Như nào? Còn xinh gái giỏi mà. Thế là Mai nê. Còn xinh gái giỏi mà. Thế biết là ai? Còn là ai? Nó giỏi mà. Nó học nhanh lắm. Đây này, đã được làm cho khách rồi đây này.
Bà để uốn xoăn sóng nước anh ạ. Chắc mang sợ muộn vì xong đâu. Đây là trang du lê. Biết mà. Phạm Hà Trang. Phạm Hà Trang ơi, xem màu tóc này đẹp chưa? Thích không? Mà ấp ấp tóc ấp chưa? Rất nhanh. Phải nói là người thầy dạy rất giỏi. Một ngày biết gội đầu và gội cho khách. Tôi biết. Đây gọi là gì nhỉ? Cấp tốc. Học cấp tốc. Đẹp chế màu gì đấy chị ơi? Nè. Đây là màu vàng rêu nhá. Trong này bóng điện không được sáng. Bóng điện toàn bóng màu vàng cho nên là nhìn màu không rõ. Mai chị chụp ảnh gửi cho. Đẹp lắm. Mai lê. Tiếng nùng à. Người ta nói tiếng Anh ạ. Bảo người ta nói tiếng nùng. Quá đáng. Đây là Phúc Đại Ca. Xuống Hà Nội đi chị nhuộm cho. Bé thằng Ma xuống đây. Bác cho đi chơi trong bác nhuộm tóc cho. Đoàn khách Tây. Buổi tối vắt khách Tây mà. Hôm nay Tây ăn Tết cho nên là ngày mai toàn khách Tây. Làm cho khách Tây còn sướng hơn ấy, nhiều tiền hơn khách ta. Sạch chưa? Đây nào. Mày chết đấy. Chỗ này chưa sạch nhỉ? Đeo găng tay cho nên không cảm nhận được đâu. Và sạch đi để thấy chúng con là hùng mạnh. Không có đâu. Phúc về quê rồi. Hùng mạnh. Hùng mạnh này. Phúc về quê từ hôm kia rồi. Anh Hùng Mạnh có về quê học lớp không? Thương Thương. Trang đi học tóc à, Huyền Trang. Ừ, Trang nó xuống đây học buổi đầu em ạ. Sang tháng nó mở cửa hàng đến ủng hộ đó nhá. Hùng Mạnh Hưng hỏi anh là có về học lớp không?
Học cùng lớp Phúc à? Hùng mạnh ấy. Học cùng anh là Phúc nữa. Thế thay là Phúc về họp lớp đấy. Mình vẫn đang ở quê mà. À, tưởng quê anh ở Phú Xuyên, họp lớp ở Phú Xuyên mà. Họp nhà Phúc Thanh mà. Nhưng hôm nay Hưng bận không về được. Nó có về nhà đâu. Thế thì em chịu thôi, em không biết là đi đâu, chỉ biết nói bọn em là đi về nhà thôi. Em đang muốn gảy like nhìn chị Phương làm đẹp thế. Ôi trời ơi, xuống đây là đẹp hết. Trang Cường nhìn chị Phương làm đẹp thế. Mai chị gửi ảnh của chị Phương cho bạn xem. Chị Phương làm về nổi nhất Hà Nam nhưng mà đang phải đi mổ gà. Ai Phương á? Phương đang đi mổ gà rồi. Tắt nóng lạnh nhỉ? Nóng lạnh bật mặt hơn ấy, anh vài. Em phải nóng lạnh nữa rồi nên đưa vào mặt. Xoay sang bên kia. Xoay rồi. Nữa đi. Đó mà, anh bật bình to ấy. Có bao giờ họp Hùng mạnh họp hôm nay mà anh. Lớp anh họp hôm nay rồi mà. Họp nhà anh Phúc Thanh ý. Cả lớp thì mà không báo ai biết à. Làm màu gì thì đẹp. Phạm Hà Trang đang nhuộm màu gì nhỉ? Màu nâu, nâu vàng đúng không? Màu nâu vàng thì làm like màu vàng rêu đi. Cho nó cùng tông lạnh đi. Mẹ lại thằng Cường Thiệp phải không? Thế mà mình không biết. Chắc là không được thông qua rồi. Hôm nay em thấy các anh ý họp lớp đăng lên tường nhiều lắm. Nhưng mà Hưng không về được. Nhưng mà anh này bảo Phúc Uông về nhưng không về nhà. Ai biết. Chắc đi người yêu rồi. Stand up. Finish. Okay. Okay. Yeah. Stand up. Sit down. I just want to read it. Yeah. Trang Mai về rồi không phải đuổi. Chuẩn bị chút đi.
Ok, không ạ. Còn là Hoàng Kim Thu, Hoàng Kim Thu. Ôi, Bình Nhật Trang rồi. Bình Nhật Trang rồi. Yeah.
Còn lâu mẹ mới sao?